Hôm nay có mấy món hết hạn ngày mai nè, giờ mình phải giảm 50% 3 món. Tại ngày mai là 15, mà ngày mai tiệm mình đóng cửa, mà thứ hai á mình không có mở, cho nên là giờ mình phải giảm 50, hy vọng là bán được. Đó. Đây trái việt quất là mình mua trong cái hộp bự 1 ký, la tô nó một băm 1 ký, vậy mình bỏ ra từng hộp nhỏ vậy mình bán thêm vô. Rồi nói chung trên đây là dọn xong rồi đó, mở máy móc rồi này kia xong rồi, giờ mình về cái đầu chuẩn bị đổi cái này. Hôm bữa chuẩn bị đổi xong cái tới mình đi Việt Nam cho nên là không có làm hồi với người ta. Giờ mình về cái bắt đầu tới ông kia ông đi chơi, cho nên giờ mình phải đợi ông đi nghỉ phép 3 tuần xong giờ mình mới làm cái này lại. Hai cái miếng này nữa là chỗ cái này nó sạch sẽ gọn gàng lại đó. Đây rồi, nói chung là đi 3 tuần cũng yên tâm, về thấy tiệm vẫn sạch sẽ gọn gàng đâu ra đó, rồi buôn bán thì cũng là ok, cũng giống như lúc mình đi đó, cho nên là cũng mừng. Bữa mình đi thì thứ bảy chủ nhật Elodie nó phụ làm với ba nó, bình thường thì có Edi với thằng bạn của Edi nữa đó, nói chung là cũng có mấy đứa phụ với ba nó, giấy tờ hóa đơn thì cuối tuần Elodie nó làm đó, rồi mấy cha con thì đặt hàng này kia kia nọ, người đặt người ta giao cái gì thì bán cái đó, chứ không có thời gian để mà chạy đi tùm lum. Giờ có mình về thì đi đầu này đầu kia, coi chỗ nào rẻ được thì mình mua thì bán thêm vậy đó, kiếm lời thêm mọi cái thêm chút. Nói chung là mới mở ra chưa đầy 1 năm, mới vừa tròn 1 năm luôn á, đầu tháng 7 này mới vừa tròn 1 năm luôn. Rồi cho nên là mình không có đóng tiệm, mình không có muốn đóng cửa, cho nên là đi Việt Nam mình chỉ đi một đứa thôi, còn đứa ở lại coi tiệm. Chứ mình đóng hết á, để mình đi á, thì không có tiền, mình đóng cửa đâu có tiền vô, mà mỗi tháng mình phải trả chi phí nhiều lắm đó. Cho nên là mình không có đóng, năm nay mình không có đóng cửa tiệm, năm sau kia không biết làm sao, chứ năm nay là không có đóng. Mới đi làm gì tới nhà này cả nhà ơi, hồi sáng nói chuyện làm clip xong rồi cái bận biệu khách khứa rồi làm công chuyện, bữa nay phải lo đặt hàng, tối nay cuối tuần á phải lo đi coi hàng quá, cái nào thiếu cái nào còn cái nào hết á, để mình đừng đặt hàng, mình phải gửi trong vòng ngày hôm nay, những thứ năm hàng nó mới về đó, cho nên là không có quay tiếp. Về tới nhà làm đi đá me uống nè, giờ mới nói tiếp. Cái me Việt Nam à, thôi mình phát qua một bữa không có bỏ đường luôn, chỉ thêm nước thôi. Quên đem đậu phộng về, hột me mềm. Rồi để chuyện tiếp, ví dụ chuyến về đó tới Việt Nam mà bị không 70 đồng, xong rồi chuyến đi á thì bị lô ký, có nghĩa là hai mẹ con mình 4 kiện, nói không, 4 kiện nhân cho 23 đó, 4 kiện, rồi xong rồi mình mua thêm 1 kiện nữa 23 ký, trước ngày đi mình mua thêm 1 kiện là 4.120.000, 23 ký là thành 5 kiện, rồi xong rồi mình còn dư mỗi một vali á là mình dư 2 kg, là 5 vali, mỗi một vali mình dư 2 kg, 5 vali là dư 10 ký, đúng không? Mình nghĩ là mình mua rồi 1 kiện rồi, mình dư một chút xíu thì chắc không sao, cho nên là đi luôn. À, dư thêm cái đó 10 ký, với mình dư một cái màn nữa, mình xách một cái màn gề ở ngoài để gói trong cái hộp giấy gề, cái màn đó là 5 ký nữa. Mình tính là mình lên mình sẽ đóng tiền, mình xin mình đóng tiền cái màn 5 ký thôi. Thì cuối cùng á, lên là nó chặn ba mình lại ngay cửa sân bay liền, nó không cho ba mình vô để phụ gì hết. Là nó dẫn vô, nó nói là công tụi nó vấn qua ly này kia là 200.000 đó, phải làm vậy, rồi bắt đầu nó xách đồ của mình vô, nó nói bây giờ em sẽ phụ chị qua để mà check in đó. Thì qua check in xong bắt đầu kilo của mình bị dư, thì cái thằng mà phụ á với cái nhỏ mà ngồi mặc đồ áo dài thì Việt Nam Airlines đó ngồi đó, là hai đứa nó ăn ghê với nhau. Nhỏ đó nói chị của chị dư mỗi một vali về 2 ký là em không có lấy được, giờ chị phải móc ra, nhưng mà chị qua chị nói chuyện với cái anh này đi đó, rồi hồi em sẽ giải quyết lại cho chị. Thì qua nay mới lôi đồ mình đi ra nói chuyện với anh này, thì nói xin đủ kiểu đủ cách, thì cuối cùng nó cũng không có chịu.
Anh nói là bây giờ mình dư 15 kg, tổng cộng cái màng là sẽ không cho mình xách tay 5 kg đúng không, là dư với mỗi vali 2 kg cộng lên 5 vali 10 kg nữa là 15 kg, thì nó biểu mình phải trả thêm một kiện nữa là 23 kg, là 4,1 triệu. Nó phải kêu mình trả thêm một kiện nữa thì mình mới nói là bây giờ này có 15 kg, là bây giờ sao trả thêm một kiện. Thì lúc đó nó mới lấy cái giỏ xách tay của mình bỏ lên nó cân, thì nó thấy giỏ xách tay dư, cho nên nó bắt đầu mới móc đồ trong giỏ xách tay dư nữa, là dục trở ra nữa, là thành đóng một kiện 23 kg nữa. Cho nên thành đợt này đi phải trả tiền 2 kiện là 8,2 triệu, là một kiện mua trước còn một kiện sân bay. Cái kiện mà mua trước ở nhà là ở dưới Trà Vinh đó, nhà có giấy tờ nha, của Việt Nam Airlines. Còn cái kiện mà 4,1 triệu á, mà lên sân bay mà bị đóng tiền là trả cho cái thằng đó, thằng mà ăn chia nhau á, trả cho nó ở ngoài, ra ngoài tại mình hết tiền lúc đó không có đủ, còn có 2 triệu à, đi ra mới gặp ba, phải lấy mượn tiền của ba thêm để mà trả, thì đưa cho thằng đó ở ngoài, đưa cho nó xong rồi là mới quay trở vô là ok đó. Nó có cạc tông sẵn hết luôn, nó móc đồ của mình ra. Lúc đó tức thiệt luôn, là biết không, mình có 15 kg à đó, mà móc hết trong xách tay của mình dục vô để cho đủ 23 kg, thì lúc đó giỏ xách tay của mình nó bị trống luôn, mà đâu còn gì nữa đâu, tại mình đâu có đem đồ theo, mình đâu có phòng hờ đâu đó, cho nên là coi như phải chịu thôi, giỏ xách tay trống luôn để nó móc ra để mà nó dục vô á. Giỏ xách tay bữa đó là nó cho 10 kg, mình để 13 kg, mình để 13 kg luôn đó, thì nó móc ra, nó dục vô đủ 23 kg vô thùng cạc tông của nó, với bỏ cái màng bỏ đồ này kia hết vô luôn. Nó là như vậy, là coi như bị tốn 2 kiện. Cho nên là mai mốt đi rút kinh nghiệm, đem vừa đủ thôi, không có phòng hờ, không có dư hay gì này kia kia nọ, mất công, mới làm phiền mà tốn tiền. Mà đợt này á, mình bị dư nhiều ký là cả nhà biết tại sao không? Tại vì mình làm mấy cái giỏ để mà tặng cho tiệm á, giỏ với áo, tổng cộng là 35 cái áo, đúng rồi, 25 cái lần đầu tiên, sau đó mình thêm 10 cái nữa, đó là 35 cái. Tổng cộng 35 cái áo nó nặng, trời ơi, với 150 cái giỏ, với mình làm 25 cái nón kết nữa, nón kết có tên của tiệm luôn, là nó nặng quá trời luôn. Bữa đó cái thùng đồ đó từ trên Sài Gòn gửi về Trà Vinh là 30 mấy, gần 40 kg đó, bị cái đó đó mà hút kilo của mình. Cho nên chứ về Việt Nam kỳ này đâu có mua gì đâu, chỉ xách mấy cái đó thôi à, rồi khô mắm đồ này kia thì chắc cũng một vali là khô với mắm, rồi thì còn đồ xài lặt vặt của hai mẹ con vậy thôi à, không có mua gì nhiều trơn á, chỉ xách mấy cái đồ đó thôi. Vậy mà dư với được cái màn 5 kg, cái màn để dưới ngoài tiệm, mấy cái màn bằng hộp bằng gỗ đó, mình không có quay cho cả nhà coi, để bữa nào quay cho cả nhà coi đó, xách cái màn đó, tại vì mình muốn một cái màn mà nó không có quá dày, không quá thưa, mà nó phải bự bự để mình đi vô đi ra, mình bưng đồ nó không có bị dướng díu. Ở bên đây mình mua mấy cái rồi toàn là bị dướng không à, bực bội. Cho nên là vì Việt Nam phải chủ yếu kiếm cái màn, thì cuối cùng để kiếm được cái màn đó thì ok, treo lên cũng đẹp lắm, khách cũng thích, cũng khen quá chừng luôn, mà nó nặng ký 5 kg. Là sau khi mà đưa tiền cho tụi nó 4,1 triệu xong rồi, quay chữ vợ vô làm check in mà qua liên đưa lên tực tực hết, tại vì móc ra hết mà, móc bành ra hết 5 vali, mỗi qua liên lấy một chút dục vô, cộng với cái màn dưới ngoài dục vô nữa, nó có 16 kg, không biết đâu làm gì. Nó lấy giỏ xách tay của mình, nó móc, nó dục vô nữa, nó kêu chị mở giỏ xách tay chị ra đi, rồi mở bỏ vô nữa là nó dục vô cho đủ 23 kg luôn. Trời, lúc đó mình nói với ba tiếng với bài về giỏ xách tay nó trống mà không còn trái cây, không còn gì để nhét vô hết trơn đó, thì chảy quá, chảy chiến đò rồi. Lúc đó mình đâu có biết được, mình đâu có ấy đâu, cho nên phải biết vậy, thì có đồ phòng hờ thì mình bỏ vô, là mình tốn thêm một kiện, mình nghĩ chắc dư chút xíu rồi nó cho đi, ai giờ đâu không cho. Mẹ là sắp qua đường hủ uống cũng đỡ, bởi về bẩn không thời gian uống, nó mèo nấu nước dừa với nước mía không à. Người Việt Nam uống nước dừa nước mía mỗi ngày luôn, uống đã luôn, cho nên là đâu uống nó mèo làm gì. Nó mèo đi qua đây rồi mới đem đi thôi. Thôi kết thúc clip này nha, cảm ơn cả nhà xem clip của Family Lina. Giờ đi uống nước tiếp rồi, mà chiều làm đồ ăn. Hôm nay chủ nhật nhưng mà cũng về trễ, lo ở ngoài tiệm á, mình làm kia làm nọ tranh thủ, tại ngày mai đóng cửa, ngày mai ngày nghỉ đó. Giờ lại xách con gà về, chiều nay không biết làm gì ăn đây. Thôi mình bye bye cả nhà nha, chào hẹn.
hẹn gặp lại ở clip sau nha. Cảm ơn cả nhà theo dõi clip của Family Elina. Bye bye, xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.